với đạp rồi nhẹ đỡ được rồi. Phải đạp nhẹ. Nhưng mà mạnh mạnh thì nó còn mới vậy phải tập chứ nó sợ nó không tập luôn rồi nó đẩy đẩy cứng thì ông gì đập con mẹ nhớ mình cứng cái điều ta đó cái này là tính mà kỹ họ hả? Nói chung là chắc hai cái thì vô cùng cũng được. Cuối đầu này cũng chín mười đó chứ không phải dễ. Tính mình cứ ngang ngang có gì đi nó cũng đỡ như thua. Mà thua con thua gì?